Thế em hỏi anh nhá, anh Chu nhá. Như vậy là các anh có giữ đến tận khi cưới xong là về nhà đàng hoàng rồi mới làm việc người việc ấy không? Ôi giời, hồi xưa nó có xe máy đó, đi bộ đi dọc đường làm lung tung dọc đường thế. Ê hồi xưa nó có xe đi đó. Thế bà kiểm tra lung tung dọc đường à? Ôi! Người ta phải lấy vợ lấy con trâu phải sang khoái, lấy vợ lật vãi sang mông này đấy, thì nhỏ thì mình nhỏ mình lật sang trước. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Á Pháo. Và đây là nội dung nữa mình truyền tải lên kênh. Cuối buổi chiều và nay thì mình có mặt trên bản các bạn. Một cái video mà mình quay ở bản nhưng mà nay là nội dung là vui vui một chút các bạn nhé. Đó chính là mình đến trước cái lễ đầy tháng của một bạn mình quen biết ở bản các bạn ạ. Và nay thì cái lễ của bạn diễn ra vào ngày mai, trưa mai cơ, là lễ chính cơ. Những cái phong tục tập quán thì ngày nay thì mình sẽ không ghi được các bạn. Do ngày mai là mình đi làm, thế nên là trong cái giờ hành chính thì cũng hơi khó để nghỉ mà tham gia với cả gia đình. Thế nên là mình lựa chọn ngày hôm nay là mình đi trước các bạn. Thường người ta gọi là bữa nay là bữa nháp. Đó, chính là một trong những bạn mà cũng đã từng xuất hiện trên kênh của mình, đó chính là Úy các bạn. Và nay thì gia đình của Úy thì bên dưới, các bạn cái này một chút nhá, chút sau thì mình sẽ có cái góc quay ở đằng sau. Và nay thì mình cập nhật luôn một cái gia đình mà gần ngay nhà bạn Úy các bạn. Một trong những hộ gia đình mà mấy này thì cũng được nhiều khán giả quan tâm. Và Á Pháo cũng thể theo sự yêu thích của khán giả. Đó, nhà của em Máng, mẹ đơn thân các bạn. Nữa thì trong cái thời gian năm học tới này thì mình nghĩ là khả năng khoảng độ 2 tuần nữa thôi thì em cũng sẽ về và xem là cái lịch cho 4 con các bạn, 4 con của bạn ấy sẽ là như thế nào. Đấy, giờ đây thì Á Pháo sẽ trước khi vào gia đình của Úy các bạn nhé, mình cập nhật một chút cái hình ảnh của gia đình của em. Nhà của em thì đây. Và bên tay phải của các bạn chính là cái chuồng gà. Nhà đây các bạn. Căn nhà thì trong cái thời mưa bão hôm rồi suýt nữa thì bị cháy do chập điện các bạn. Cháy hết màn và đồ vải ở trong. Nhưng mà may quá là nó không lan lên. Thời điểm đấy là mưa cho nên là ẩm. Và các bạn có nhìn thấy không? Bữa trước thì mình đến ghi hình thì cái vườn này đấy thì có mọc um tùm. Đây thì các bạn có thể xem là ngày nay thì đã được lẩu các bạn. Và cái dấu vết lẩu này các bạn có thể nhìn thấy là có thể là sáng nay thôi. Sáng nay thôi có người lên đây đã lẩu. Đó, thế nên là cũng đã có người chăm sóc. Không biết là em hay là người nhà. Mình nghĩ là người nhà nhiều hơn. Đấy, vì em ấy đang đi làm ở bên Trung Quốc cơ. Và ruộng thì thời điểm trước thì mình đến thì các bạn có thể thấy là nó rất là khô các bạn nhé. Khô hạn và không có nước. Này thì các bạn có thể là thấy cái góc quay của mình. Cái ruộng trên cùng thì đã được cấy rồi. Đó, ruộng thứ hai chính là ruộng em Máng và những cái video đầu tiên nhất. Video đầu tiên nhất chính là ở cái ruộng thứ hai mình thấy mấy mẹ con của bạn ấy đang làm cỏ ruộng. Đó, thửa thứ ba thì bữa trước thì các bạn có thể thấy là đây là trồng ngô. Hôm nay thì cái mạ vừa được gieo xuống thôi. Chắc là cũng khoảng được một tuần. Tại vì là mình thấy vẫn còn lá còn hơi vàng. Và bản thân của cái ruộng còn hơi vàng. Chưa có màu xanh các bạn. Ruộng thứ tư thì anh mình không rõ là ruộng của ai nữa. Đó, ruộng thứ năm thì các bạn có thấy không? Thì hiện tại là không có nước thì người ta đã bỏ hoang, bỏ trống vậy. Chắc là mấy nữa chọn giải pháp là trồng ngô thôi. Và đây chính là ngô này các bạn này. Trên những cái triền triền này là ngô. Đó, vụ này thì không có nước. Ở vùng cao khổ lắm các bạn. Có nơi thì sẽ làm được một vụ thôi. Do thời tiết nó lạnh. Đó, ví dụ như Hoàng Su Phi. Đấy, các bạn có thể là đến với cánh đồng của Hoàng Su Phi. Rất là đẹp luôn đấy các bạn. Ruộng bậc thang, bản phùng. Và đây nữa thì nước này các bạn này. Bữa trước thì các em thu ngô ấy, bữa nãy thì mình vào được một chút thôi xong là cũng trả lên đây. Nay thì cái đường nước thì mình xem nào. Khả năng cao là nước vẫn còn đấy các bạn ạ. Khả năng cao nước còn, nước còn, nước còn. Chính xác là nước còn. Nước còn thì họ mới làm ruộng được các bạn nhé. Đó. Và vòi nước này các bạn này. Nước trong vắt này. Nước rất mát luôn đấy. Đó. Đưa mát lắm các bạn. À, đi nhanh nhà của em một chút các bạn nhé. Xem hôm sau tôi ta xuống xem là bữa nay thì
quý sinh con trai hay con gái và làm bao nhiêu mâm chẳng hạn. Và ngôi nhà hiện tại của em Máng thì đang để không thôi các bạn ạ, thế nên là nước mọi thứ thì thôi mình không có đi sâu đi vào trong nhà nữa các bạn nhé, một vòng quanh thôi. Nhà thì cũng khá là ảm đạm. Ai trong cái tình huống này như thế là một trong những người mẹ lựa chọn những cái hướng đi để lấy kinh tế các bạn nhé. Đấy, gửi 4 người con cho 4 gia đình, anh em bạn bè, anh em người nhà thôi các bạn, gửi cho anh em người nhà thôi trông cho thời điểm hè này mà bạn đi làm. Mới đưa các bé đi học thì không biết là bạn chọn giải pháp như nào, tại vì các bé đi học ở trường cũng ngay gần nhà mà, cách khoảng nhà khoảng độ 2 cây đến 3 km thôi. Thì bạn chọn như nào, bạn chọn về hay là như nào tiếp? Và ở nhà thì kinh tế như nào? Mình nghĩ chắc là bạn sẽ chọn phương án là các bé đi học bán trú luôn và ở trong trường. Đấy, có thể thứ bảy chủ nhật bạn ấy về tiếp để đón con hoặc là gặp gỡ con hoặc người nhà sẽ đón thôi các bạn ạ. Cái khả năng phương án ấy là rất cao vì bạn sẽ đi làm cơ mà, thì đi làm thì mới ra được kinh tế, ra được tài chính và tiền các bạn. Chưa nhà trông chờ được ruộng thì có lúc thì không có nước, lúc thì phụ thuộc vào thời tiết các bạn, rất là khó. Rồi vậy nhá các bạn nhé, xong là mời các bạn đi cùng mình xuống nhà cụ Úy. Đó, nhà cụ Úy thì đây thôi. Các bạn nhìn thấy là thấp thoáng ngôi nhà sàn. Ở đây thì người ta quần cư với đồng bào người Tày và đồng bào Hơ Mông ở với nhau. Thì chính vì vậy mà Úy biết tiếng Hơ Mông. Đây các bạn là ngôi nhà mà một cái video gần đây nhất đó, gia đình em Máng, đó chính là ngôi nhà này các bạn ạ. Và bữa đấy thì mình đến thì buổi chiều các em và các bé đang đi, em và bé thì các bé đi thu ngô các bạn. Đó, về sau là tốt ở chính là ngôi nhà này. Đó. Và ngay đối diện của mình, ngay đối diện góc cam này thôi sẽ là ngôi nhà mà đích đến của mình ngày hôm nay. Đó chính là một cái đầy tháng vào ngày mai của đồng bào người Tày. Đấy, thì hôm nay họ hàng anh em người ta đã tập trung ở đây từ buổi hôm trước rồi, chuẩn bị. Bình thường thì ở dưới xuôi các bạn sẽ là dựng rạp các bạn nhé, và chuẩn bị những cái thứ để ngày mai tiếp nước, mời chầu, mời rượu. Đó, còn ở đây thì sẽ như nào thì mình bắt đầu chuyển góc cam và mời các bạn đi cùng mình khám phá chỗ này. Bọn mình hay nhầm tên, đó chính là anh Trung, chủ nhân của ngôi nhà. Chào anh, chúc mừng anh lên chức ông nội. Hôm nay là cái bữa sẽ đến là mà người ta sẽ dự trù và đặt khoảng độ chục cái tên các bạn. Xong là nếu như mà không trùng ai thì mới được đặt tên các bạn nhé. Theo đồng bào người Tày mình thì sẽ là bạn này sẽ không có gì thay đổi, sẽ là lên bố các bạn. Hiện tại mọi người sẽ gọi là bố đỏ. Chào em, chúc mừng em. Con trai em gái em nhỉ? Em trai ạ. Đẻ ở nhà đúng không? Không, đẻ ở viện như này. Thường để nhà em đỡ. Hả? Em kiểu là bây giờ xã hội nó phát triển rồi nên là phải theo xã hội một tí. Thế à? Ở đây anh thấy đi nhiều bản đồng bào người Hơ Mông người ta thường để ở nhà, sao em không để ở nhà? Em là kiểu là em nó chi không phải trí thức nó hơn người ta một tí nên là em cứ hiểu biết được một phần nào. Trí thức hơn người ta một tí à? Thế cuối cùng là vợ em là sinh như nào? Sinh đẻ mổ. À, đẻ mổ. Vâng. Ừ đấy. Rất tốt các bạn. Một bạn thanh niên. Đẻ mổ nó liên quan nhiều cái để hưởng lợi với mình nữa chứ anh. À, dạ. Và đây cũng là lý do mà ngày nay. Nhưng mà anh thấy có em bé mà chả thấy xuống cân nào nhỉ? Không, em xuống ác. Xuống 3 cân rồi. À, xuống ác xuống 3 cân à? À. Rồi. Và đây là những cái thứ mà liên quan đến làm lý này các bạn này, trong lễ ngày mai. Đó. Đang làm mấy các bạn nhìn thấy giống như làm nhà tầng mà chúng ta làm bằng lá chuối không? Đó. Chuối để làm. Này liên quan đến tâm linh mỗi nơi mỗi khác các bạn nhé. Mỗi nơi có một cái lễ thôi nồi. Mình thấy một số hình ảnh của các bạn, bạn của mình các bạn đi làm ở trong Sài Gòn đấy. Cái lễ thôi nồi thì mình thấy thắp nến và có nhiều bát canh đó các bạn. Đấy. Nến và bát canh khi đặt tên đấy. Thì sống ở đâu ở đó, bạn của mình thì vốn dĩ cũng là người Tày mà ở phía Lào Cai này thôi, đi vào trong Sài Gòn làm thì cái thôn nôi của con của bạn ấy mình thấy các bạn ấy chụp ảnh lên. À, cũng theo phong tục tập quán của người Kinh ở trong thành phố Hồ Chí Minh các bạn.
còn là người tài của mình ở đây thì sẽ như nào, thì sau mình sẽ đi vào nói chuyện với các anh tí. Anh ơi, đây gọi là cái gì anh? Cái này thì nếu mà làm nhà dịch ra thì cái này là nhà giải. Nhà giải. Nhà giải dịch đúng nghĩa của nó. Ồ, thế ngày mai là mình sẽ để những cái thứ gì vào đây đúng không ạ? Không, cái này ở dưới này như là áo hay sao ấy? Áo. Áo với lại cái bánh con gà hay sao? Ồ. Mình thấy lạ các bạn nhé, tại vì là mình cũng là người tài, mình hôm rồi thì cũng là đầy tháng cho mấy bé nhà mình nhưng mà không có những cái thứ này. Cái này hoặc là có nhưng mà chắc chắn là không có, đúng không? Nhà mình không có. Cái này là gọi là làm lễ cúng bé bé để trước khi ấy mà. Ồ. Cho bé hay ăn trong lớn đấy đúng không? Đấy. Đúng rồi, tại vì là có khi là trong cái tháng mà bé khóc nhiều ấy các bạn thì cũng sẽ có cái gọi là gì nhỉ? Làm cái tâm linh để bé ngoan hơn, ăn tốt hơn đúng không ạ? Làm cái lễ cho cháu. À, rồi. Hôm nay A Phao sẽ đến tham gia và dự trù mấy cái tên cho bạn Úy liền. Xem là bạn ấy họ Hoàng các bạn sẽ đặt tên là gì? Bạn ấy tên là Trung Úy, đặt con mình sẽ đặt tên là cái gì cho wax select một tí đi. Nhà anh Trung thì có duy nhất Úy thôi các bạn. Con trai duy nhất, nay thì có cháu nữa thế nên là sẽ làm rất là lớn đấy. Để mình lên xem bếp núc, các đầu bếp ở bản thế nào. Chào các chú, các anh chị. Đấy, cho em ghi lại một chút cái hình ảnh của đông vui của gia đình mình chút ạ. Đây là rau thơm. Thế hòm, tiếng Tây. Đấy, rất thơm. Còn ra đây là thế nào? Vót chiên thì mai nữa. Tưởng vót đũa. Hóa ra là chiên. Em chào các chị. À, tưởng là công việc này của nam giới, hóa ra là các chị em cũng làm được. Vót xiên. Bọn mình hay trêu nhau vót xiên như thế này nhá, ngày mai là nướng thịt. Chắc là anh mổ lợn thôi, sẽ mổ lợn đúng không anh? Mấy con ạ? 2 con. Mỗi con 150 cân chứ? Đến không ạ? Thật à? Em đang nói trêu của thật à? Khiếp, lợn anh lấy gì 150 cân? 120 cân cả 2 con. Ồ, thế cũng đúng chứ. Bà nội. À, bà nội dạo này thế nào? Thím Linh có ở nhà không? Thím Linh dạo này chị bận thì có liên lạc với Thím Linh được đâu. Thế ngay nhà gần đây mà. Có nhưng mà không ở nhà. Nhưng mà không ở nhà. À rồi, em vừa lên nhà Thím Linh của chị rồi, không có nhà đâu. Đấy. Thế hôm nay có mời Thím Linh không? Có. Chắc mày trong đó. Thật đấy. Ở trong bình kia. Thật đấy chị. Chị mời kiểu gì? Chị mời qua nhắn tin. Chưa chắc là phải. Em vừa lên đấy mà. Chắc đi làm không ở nhà. Thì tối nay em lên đây xong mai có lên không? Mai giờ hành chính em không lên được đâu mà chị ạ. Dạ. Ngày mai chắc khoảng là 10 giờ là ở đây bắt đầu ăn rồi á. Sớm quá em không nghỉ được. Đó. Tuyền nay bận ạ. Em đi mình. À, đây là măng bát độ các bạn nhé. Chắc là chị sẽ là luộc lên thôi hoặc là mai nấu canh xương đúng không ạ? Đó. Và mùa này cũng chính là mùa măng các bạn. Có măng hốc, măng bát độ và măng nữa, nhiều loại măng lắm. Đại loại là cửa hàng Giang Pháo vẫn sẵn lòng phục vụ các bạn. Bao năm rồi các bạn ạ. Có xiên từ những cây vầu các bạn. Một số nơi gọi là cây lồ ô đấy. Vào. Và đây hay lắm nha các bạn nha, để mừng vía em bé ấy, thì giống như cái nợ đồng lần thì mỗi nhà các bạn ạ sẽ có về cho gia chủ một con gà. Đấy, khi cưới ấy, chẳng hạn thì người ta sẽ là gà trông thiến đến lấy như kiểu lấy công nhau các bạn. Nay thì con tôi cưới thì anh A anh mang đến. Đó, khi con anh B cưới thì anh A đi trả lễ lại một con như vậy. Và không những thế mà gà mang cả gạo nếp các bạn ạ. Gạo nếp các bạn nhé, chứ không phải gạo tẻ và rượu nữa. Đấy, để giúp nhau. Con gà thì mình cũng không ghi chi tiết lắm, tại vì là nó bị nhốt thì nên là sẽ hơi nhạy cảm. Bình thường thì các bạn có thể thấy là toàn nấu ăn là nam giới thôi đúng không các bạn? Nay thì bữa hôm trước thì các bạn có thể thấy là hôm nay là mình thấy toàn nữ giới rồi, toàn nữ giới nấu rồi. Đó.
toàn là nữ giới đang chuẩn bị những cái thứ bên ngoài nhé các bạn nhé, phòng rìa bên ngoài. Bên trong thì chắc là mình thấy nấu ở trong này này. Rồi, cảm ơn các cô. Để cháu vào đây xem nào. Chào các anh. Đây. Bố trẻ con thì đang vật lộn cái gì đây? Nấu ăn, nhưng mà bếp ngày mai kiểu gì em? Bếp ngày mai kiểu gì? Nấu ở đây luôn à? Cũng nóng ấy chứ đúng không? Tối lại hôm nay là bữa nháp thì sẽ món gì em? À, bạn ấy đang chân với lại đầu đúng không? Xem nào. Đây này, đây này. Nào gì? Nào cam chế, nào cam vua, nào cam ca. Nào gì, nào gì? Nào cam vua, nào cam ca bạc u. À, thế là tiếng gì? Chính mong. Dịch ra tiếng Kinh xem nào. Ăn thịt lợn, thịt vịt, thịt ngang. Thế chú là người Tày hay người Kinh? Người Mông. Người Mông à? Thế à? Gần đây đúng không ạ? Anh này cũng vậy đúng không? Anh người Tài thôi. Anh người Tài à? Thì có hậu chữ không? Đó, hậu chữ là hậu quê bằng, quê bằng. Hậu như nào? Hậu là hậu mình, hậu mình là Úc Cạn. Hậu mình à? Ngon lên bán đi. Hậu mình. Hậu mình thì mai sai ai làm bếp? Ồ, mai sai thì có được mùi nhiều thôi. Sao con này không làm bếp? Đấy, thế bảo hậu mình. Không mình là anh em là không có này. Thế không hậu, không hậu mình có được ngồi ăn cơm không? Được, không bắt buộc đâu. Không bắt buộc đâu gì? Anh, ơi. Vâng. Anh khỏe đi. Thế thì em uống không hầu mình thì đừng có chửi em nhá. Ờ, ok. Thế vào hộp bỉ nhé, không yêu cái nhỉ. Thôi, nói thật thì nói điểu nhỏ quá. Ừ. Rồi các bạn, bữa trước thì đây các bạn, bữa nháp của bạn. Nay thì như đúng như anh nói, thịt trâu, à nhầm, thịt lợn, thịt vịt, cá và một món... Lòng lam. Lòng lam, đó. Cơm thì bữa nay thì là cơm tẻ các bạn ạ. Ồ, sơ sơ thì mình đã nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mâm cho bữa nháp ngày hôm nay. 6 mâm nhẹ nhẹ đúng không? Và rượu thì các bạn nhìn thấy hẩu mình như anh nói, 2 sách 20 lít. Đâu ạ? Ồ, đây. Những cái chai này có phải là mình chắt ra không hay là... Người... Chắt nhà trong can ra chứ. Ồ. Thì mình rót chén này thế. Em tưởng là mọi người đến giúp nhau là bằng cái chai này cơ. Thế như hôm nay anh đến, cá nhân của anh thì anh đến với là đầu tiên là bỏ ra sức người ra rồi. Cái đấy là giúp. Thế, một chai rượu. Một chai rượu à? Còn cái gì nữa không? Một con gà. Một con gà. Thật đấy. Ồ, thả đi. Một con gà. Con gà bao nhiêu cân? Không cân xấu hổ à? Rượu bao nhiêu lít? Rượu một Pepsi thôi. Một Pepsi. Đó, đủ mình rồi. Mình không. Tí là mang đi là tí mình uống gì? Đủ mình uống gì? Mình thế nếu mình uống hết thì uống hết để uống chủ nhà. Uống hết uống của chủ nhà. Như vậy thì bình thường những một cái lễ đầy tháng của người Kinh hoặc là cái người đa số ở dưới thì người ta sẽ mừng cho em bé Hàn trong lớn là một tiền ở trong phong bì chẳng hạn. Nhưng mà ngày mai đó. Ở đây cũng vậy đúng không ạ? Ồ, em tưởng là ở đây nếu như mà đi những cái lễ vậy rồi thì chúng ta không ra phong bì nữa. Ồ, chứ mà hôm nay là anh em về hộ rồi, còn mai là mình ra phong bì sau. Ồ, mai là ra phong bì. Mai mới là chính thức. Ồ, phong bì là tùy tâm thôi đúng không? Ồ, phong bì tùy tâm mình, nhưng mà mai là chính thức là mai mình biết tùy tâm của mình là mình có phong bì. Hôm nay thì anh em về hộ làm bếp, để cơm, thứ rồi. Ồ, vậy cảm ơn anh. Đó, vậy các bạn ạ, đúng vậy. Thì cũng có điểm giống các bạn nhé, ngày mai sẽ mừng tuổi cho em bé các bạn. Mừng đầy tháng, hồi nôi đấy các bạn. Đâu? Đây. Lợn giặt hết rồi, cho vào túi mai là chế biến rồi. Thật? Đấy, thế này thôi. Hai con lợn để trong đấy à? Một con thôi. Ủa thế anh bảo hai con. Hai con, mai một con sau. À, mai mới mổ một con ạ? Đấy, thế này thôi. Ồ, thì hôm nay thì các bạn ạ, bếp, lực lượng bếp, ra cha chủ mời nhờ thì đã đến từ hôm trước rồi. Mổ một con lợn trước các bạn, sáng mai chắc chắn sẽ phải dậy sớm nữa để mổ một con nữa. Cảm ơn anh. Trong tủ lạnh. Muốn giới thiệu cái gì nữa? Tiết canh lợn của dân tộc người Tài mình. Thế người Hơ Mông anh không ăn à? Ô, Mông ăn hết chứ. Vâng. Ô, mà bát này là ngon nhất rồi. Đâu em xem nào. Ôi, loạn trận đấy. Ai đánh anh? Có phải bác cả đánh sao? Tiết canh đúng không? Tiết canh lợn, lợn nuôi nhà mình ấy. Ok các bạn, đó chính là một món không thể thiếu, đó là tiết canh. Món này là không phải thiếu được. Dạ, cảm ơn anh. Ừ.
Để hết vậy hai tao hỏa thì áo bình khen khỏi năm cây. Em bé đây đúng không? Bữa lần này mình đi chơi các bạn có một bạn tuổi mới lớn 12 học học lớp 12 xong các bạn này đến thăm em bé, bạn ấy nói một chuyện rất một câu chuyện rất là buồn là hay, tức là gì? Ô em bé có 3 ngày tuổi mà đã mở mắt rồi. Đấy, bạn ấy lại liên tưởng đến cái con cún nhà bạn ấy các bạn, con cún bạn ấy nuôi bảo là gì? Em bé có 3 ngày rồi mà biết mở mắt rồi. Rất là hay, nhiều bạn rất là ngây thơ không biết các bạn nhé. Thì em bé nhà của Úy đây các bạn. Bé trai. Đó. Bé đang ngủ thôi thì mình không làm phiền nữa các bạn ạ. Chút hình ảnh vậy. Còn đây là bạn cùng giường với Úy các bạn này. Đó, đúng không? Phải không nhỉ? Không phải à? Không phải à? Không ạ. Không phải ấy. À, thế là em là gì của đứa bé đúng không? Thuốc của bà. Mia có làm đâu mà. Mấy thuốc ừ, mới nổ mấy thuốc nè. Em gái Úy. Em gái à? Ồ, thế à? Em gái mà cùng giường thôi. Em gái cùng giường đúng không? Em gái cùng giường. Em gái nhà cô Úy các bạn cũng có vài video mình quay rồi. Đó là một ngôi nhà sàn gỗ mà các bạn bữa trước thì bố với mẹ của Úy tâm sự anh chị làm ngôi nhà này, đó là mất 3 năm để chuẩn bị gỗ các bạn và mọi thứ gỗ lấy về thì ngâm nước các bạn chống muối mọt, xong với sau nữa là thợ mộc thời điểm ấy làm nó không dễ như bây giờ các bạn, không có điện để làm mà thời điểm ấy toàn bộ làm bằng tay hết, bằng sức người hết, nên là dựng một ngôi nhà này quá là kỳ công mà toàn bộ là sức người và trâu kéo các bạn ạ. Cá canh von vén, trông nữa lên mâm thì mình sẽ quay gần ảnh cho các bạn xem. Chua chua các bạn và gừng sả rất thơm luôn, đặc trưng của đồng bào người Tày, đồng bào dân tộc ở Tây Bắc này. Và đây chính là cái món mà mình vừa nói đến đây, chính là canh bón vén các bạn, món chua chua các bạn nhé, một số nơi các bạn gọi là lá lồm. Nếu mà canh với cá nhỏ nhỏ, cá suối thôi thì nó rất là đậm các bạn ạ. Cá to như này cũng được, mà theo cái sở thích, khẩu vị của mình thì sẽ là cá nhỏ nhỏ ở suối. Rất thơm. Đó, một mâm cơm ngày hôm nay tấp nập. Đây các bạn, bữa cơm trước ở đây. Ngày hôm nay thì ăn cơm xong mọi người sẽ ngồi lại và hai bên nội ngoại của Úy các bạn nhé sẽ ngồi so tên. Đấy, áo pháo đến thì đề xuất một cái tên các bạn. Úy thì họ Hoàng. Nãy mình ngồi nghĩ mãi, tức là để cái tên Hoàng Long Đại được không Úy? Được. Được không? Nó hơi nặng nhỉ? Nặng không? Các bạn nghe thấy A Pháo đặt cái tên là Hoàng Long Đại được không anh Trung? Được. Được không ạ? Được. Nhưng mà thực tế là thì mọi người đang đề xuất là những cái tên gì rồi ạ? Đông này. Đông này. Rồng to à? Long Đại là rồng to, lại còn Hoàng nữa. Đấy. Đông này gì nữa? Đông này xong là... Hưng. Hưng à? Trấn Hưng à? Gì nữa? Việt Hưng. Rồi.
Việt Anh. Việt Anh. Tóm lại là chưa chọn nào đúng không? Chưa. Hưng này. Mai mới chọn đó. Việt Anh này. Đó, Đông nữa. Đó là bạn quyết ba tên. Nhưng mà cái tên anh A Pháo đặt thế mà lại chê nhỉ? Vâng, cả tên anh nữa đây. Ăn cơm nhá, mình mời các bạn ăn cơm. Mọi người ăn cơm nhá. Mì đã kín lâu tóm. Mày. Thấy mà. Này anh Huy đích thân ngồi cùng mâm. Hai bố con ngồi uống với mình các bạn. Này chết rồi, vào chưa rồi. Tối nay anh phải ngủ đây rồi. Mâm trên nữa là mâm các cụ các bạn nhé. Và chú Áo Xanh là bố vợ của Huy luôn đấy. Nay thì nội ngoại cũng có mặt để chuẩn bị lễ thôi nôi đặt tên cho bé các bạn ạ. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn anh nhé. Mai 10 giờ khả năng anh không vào đâu, thế giờ thông cảm. Thông cảm em. Một chén anh. Rồi, cảm ơn. Đây là cái món nãy mình nói đấy các bạn. Món này chua chua. Món vén. Đá lùm. Đá lùm ở Hòa Bình. Kính chào rồi. Ông bị cặp nó luôn kìa. Lui gần nào tôi. Mời ông bố Hoàng Long Đại cái. Này chưa gặp mặt nghe tên đã sợ rồi đúng không? Thế ngày mai là anh Úy, anh Trung các bạn sẽ là lên pú các bạn, tức là ông nội luôn đó. Anh thì có một mình Úy rồi các bạn. Thế nên là bột nhõi con. Đó. Mình sẽ mang giao lưu với các anh em một chén nữa các bạn. Chúc cả mâm trước khi đi làm một chén như vậy rồi. Đó, em xin phép nhá. Nãy vào nấu cơm lên bếp thì gặp bác nãy mà chưa biết tên các bạn, vào chém gió rầm rầm. Nay thì A Pháo xin phép đeo mic vào với anh, chúng ta chém gió một tí phần phật đúng không? Đó, okay. Cho rôm giả. Ngày nay thì không hẹn mà gặp, em mời các anh một chén rượu. Rồi, ok. Đấy. Bình thường cứ phải gọi nhau, mời nhau chưa chắc đã gặp cơ. Nhưng hôm nay là bữa rượu này là không hẹn mà gặp. Đấy, ra rượu. Đây, mình là cái bát của ông Nghi Tung à. Bát với nhau hết nhỉ. Chèo bấm nè, chén đại thôi. Thôi, thế em mời nửa chén thôi nhá. Quá, nhìn lại lạc cãi nhá. Nửa chén. Quá, này. Công bộ. Ôi, em nào mấy chén bằng của mình như nào? Tất cả các mâm khác người ta đều uống chén thôi, xong mình uống bằng bát thế này. Bởi vì mình người Mông mình lộn với người Tài cho nó tôn theo mệnh lệnh của mình là phải uống bằng bát. Như hồi xưa là các cụ nó uống bằng bát mà. Nhưng bây giờ anh em nó lại tôn theo, anh em lại dùng bằng bát như chậu. Người ta uống bằng bát, người ta uống từng ngụm một thôi. Đây các ngài làm một phát như này thì không, một không làm một hẹp một phát đâu. À ừ, ba bốn năm phát thôi. Ồ, thế còn được, chứ còn gan với thận sao mà chịu được. Làm một bát như này các bạn này. Nào, mời nhá. Mời anh. Dạ. Em tên là A Pháo. Đây là tên là A Chứ. A Chứ. A Chứ. A Chứ mấy vợ rồi? A Chứ một vợ thôi. Một vợ nhưng mà mấy con? Ba cháu rồi. Ba đứa con. Xin phép hỏi anh A Chứ là sinh năm bao nhiêu ạ? Đây 1986. Ồ 1986. Vâng. Tuổi con hổ, nó sao hỏi sao nói chuyện như hổ. À, con là con hổ. Đấy, em bắt tay các anh trong mâm một. Nhưng mà có sợ vợ không? Ô, sợ gì, vợ lúc nào nằm bên dưới hết chứ. Vợ lúc nào nằm bên dưới à? Ồ, lúc nào nằm bên dưới. Không cho nó bên trên tí nào à? Không, nó không đủ thẩm quyền chứ. Không đủ thẩm quyền lên trên. Lâu phải đổi món chứ. Vâng, nó ngồi trên nó không biết làm cái công việc đấy, cảm thấy không có tác dụng bao nhiêu. À, trên là không có tác dụng. Đấy. Mình là... ở trên mình mới biết điều mình làm bao nhiêu. Thế thì anh nói chuyện vui thế thì em cũng pha trò theo thì một tuần hút được mấy điếu? Ôi. À, một đêm không biết là 3 lần, 4 lần nữa hả? Một đêm 3 lần, 4 lần à? Chứ nó say rượu, nó ngủ lăng quay thôi. Thường say rượu, đồng bào mình có cái người ngủ củ thức. Ủa, nhưng mà đã báo cáo nha, ngủ say rượu nhưng mà tay nó là cứ vậy. Đấy, già vấn đề đấy đúng không? Ồ, già thì già nữa, nó dài lắm. Nhưng mà thấy sức khỏe của anh tốt vậy, nhưng mà ba cháu là em thấy là anh kế hoạch à hay như nào? Ôi, hồi đấy lấy vợ lấy sớm. Bao nhiêu tuổi ạ?
16 tuổi lấy vợ. Anh 16 tuổi thì còn vợ anh? Vợ là... già hơn một tí. Vợ già hơn thật mà. Ồ, vợ già hơn thật à? Vợ già hơn thật chứ. Vợ là được 80 tuổi. Vợ là 83. Nè, 83 đang 80 tuổi à? Vợ 83, anh ấy 86. 80 tuổi. Vợ là vợ hơn mình 3 tuổi thôi mà. Ồ. Thế thì em hỏi anh nhá, thì em hỏi anh nhá, anh chú nhá. Như vậy thì các anh có giữ đến tận khi cưới xong là về nhà đàng hoàng rồi mới làm việc người việc ấy không? Ồ vô. Hồi xưa nó có xe máy đó, đi bộ đi dọc đường làm lung tung dọc đường thế. Dẹp nhau rồi dọc đường nữa. Ê hồi xưa nó có xe đi đó. Tức là kiểm tra lung tung dọc đường à? Ôi. Người ta bảo lấy vợ lấy con trâu phải sang khoái, lấy vợ lập vãi sang mông này đấy, thì nhỏ nhỏ thì mình nhỏ mình lập sang trước. Em chưa nghe câu này bao giờ nhỉ, anh nói lại em nào. À, người ta bảo các cụ hồi xưa cũng nói mà mua con trâu ấy phải sang khoái, lấy vợ phải lập vãi sang mông. Dạo em mời chị vào. Chứ là hồi nhỏ thật mà hồi xưa là đi toàn đi bộ thôi, đi leo đồi thôi, không bao nhiêu như hiện đại như bây giờ đi xe thôi. À vâng, vậy thì có một câu nữa em cũng muốn nói ở đây, tức là gì? À, lấy vợ thì xem tông đúng không? Lấy chồng xem giống đúng không? Thì cũng gần giống cái câu của anh. Thế là hôm nay em biết được một câu của anh nữa. Thế là rất là thẳng thắn anh. Ồ, còn như mình nói thẳng thắn chứ. Rất hay. Rồi đó. Rồi. Ơi, anh ạ. Chưa bao giờ nói chuyện sảng khoái như này các bạn. Các bạn nghe nhá. Đó, mời đó. Mời anh chú. Hôm nay anh chú anh ấy nói một câu đó là lấy trâu phải xem khoái đúng không? Đúng rồi. Mua con trâu phải xem khoái. Đúng rồi. Lấy vợ thì phải lật váy. Xem mông. Mông to hay mông bé? Ơi. Nhưng nó mà... có khái nó là 1m2 có gần 80 phân. Như nào là tiêu chuẩn? Ơi, cái 1m2 là tiêu chuẩn nhất. Nhưng mà số phận tùy theo số phận mình thôi. To là tốt. Càng rộng càng tốt. Tức là nếu mà giải tờ báo Nhân Dân ra ngồi được vừa tờ báo Nhân Dân là tốt đúng không? Chính xác rồi. Đó, xưa các cụ là hay lấy tờ báo Nhân Dân làm thước đo. Quá hay. Lấy tay gang như 20 phân mà. Lấy tay gang như lấy thước đi đo nó cho à? À lấy tay gang à? Mừng gang 20 phân thì là hết 8-10 gang này nó đủ. Thế thời điểm anh gang được mấy gang? Ê, bần già nó héo hết rồi, hồi trẻ nó cũng rộng rộng một tiếng. So sánh với trâu như mình người mà làm bà trâu đâu. Không, thời điểm này các bạn nhá, anh ấy lấy vợ từ 16 tuổi thì đương nhiên là vợ của anh ấy lúc đấy là hơn 3 tuổi mà. Hơn 3 tuổi. Lúc đấy vợ anh 19 tuổi. Đúng rồi. Tuổi đẹp nhất. Cân ra được một 3,5 cân. Nhưng mà thách cưới cao không? Hồi đấy các cụ nó bình thường thôi, 16 triệu. 16 triệu. Một tả hai lợn cá. Ồ. Có nhiều nữa. Nhiều này không lấy đâu. Không lấy con nhiêu đâu, không lấy con trâu đâu. Đồng bạc không? Vàng bạc không có đâu. 16 triệu tiền mặt. Một tạ hai lượng móc hà ấy. Anh 86, 96, 206 thì 20 tuổi thì lùi lại với thì gọi là... Anh 16. 204 anh lấy vợ, 203 thời đấy 16 triệu. Rất hay các bạn, nhưng mà hôm nay là chuyện vui ở giữa gia đình của nó theo quý các bạn ạ. Không phải 30 triệu đâu. 202, 203, 16 triệu to lắm đấy. Anh chú ơi, với cảm ơn ơi. Em xin phép em dừng ở đây để em sang với chủ nhà một chút, không là lại mải quá. Trước khi thì chúng ta làm hết nhỉ. Cảm ơn anh. Dạ. Tắm đi. Dạ. Tắm rượu thôi. Biết là hôm nay chắc biết thằng A Trứ có mạng nhá. A Trứ nó thật đấy nhỉ. Thật mà A Trứ người mong luôn. Nhưng mà nhà gần đây chứ ạ? Có mạng này. Cũng ở Vĩnh Yên này à? Qua cho mình rồi một bản thôi. Ở trên trường học ấy. Qua trường học đấy một tí. Qua trường học đấy một tí thôi. Ồ, thế hôm nào em phải tận mục sở thị để cách chọn vợ của anh một tí nhỉ? Ok. Bằng một gang cho nó. Xong nào anh cho cái chai bản các bạn nhá. Các bạn lên đây thì anh chú đi cho đi bản chọn vợ. Đúng tiêu chuẩn của anh ấy, đọc câu ấy. Không ai đi chọn. Nghe thấy thích rồi. Này, đi chọn hai con gái nó cơ. Gang thử xem hai con gái nó đẹp mà. Này. Mông to. Người ta đọc cho đây anh. Ai làm thế? Chỉ có anh chú mới làm được như vậy thôi, bọn em là mà lật váy mà như thế này là tiêu chuẩn của anh chú là lật váy xem mông. Là chết đấy. Biết tại sao các chú bây giờ các chú đi mua con trâu người ta có chú cứ ngó đi ngó lại ngó đi từ đèn đầu đạn đầu ngó nặng đuôi thì nặng đuôi đâu có nặng đầu để xem tranh này đấy mà mình phải lật xem ở dưới thì xem được quá xem cái khay ra thì xem chân với xem nó dài không thôi chứ ai nhìn cái đấy chú cảm thấy chú mua trâu chú lại đi đạn đầu chú phải xem cái sừng này có đẹp không đẹp này chú lại xem cái cổ đạn đầu người ta chỉ vuốt đuôi xem nó có dài bằng ấy thôi phải xem hết chứ.
Cảm ơn anh. Em hôm nay em cười sảng khoái quá. Rất vui các bạn, ngày nay thì đến với cộng đồng người Tày, anh Trung và Úy. Nói chung là anh em ra thì gọi các bạn thấy cái cách xưng hô của mình ngày hôm nay hơi lộn xộn các bạn, nhưng mà thôi thì tùy thời các bạn. Ngay thì đến với gia đình của em, tiệc chính của em cơ. Chúc mừng em, chúc mừng gia đình. Cảm ơn quý khán giả ngày nay xem video từ Tây các bạn, rất là vui. Hôm nay mình biết được cách một cái chọn vợ của đồng bào, cách không phải của đồng bào các bạn. Mình nghĩ là cá nhân của anh chú thôi. Nên là anh chứ thôi, chứ là áp dụng vào thì không là mình bị chửi chết đấy các bạn. Ý là ý câu nói của mình là như vậy. Chúc mừng anh, chúc mừng gia đình. Đó. À, báo kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh.